Thưa quý vị, đúng như dự báo, đêm qua và rạng sáng nay, không khí lạnh với cường độ mạnh đã tràn về các tỉnh miền Bắc, khiến cho nền nhiệt độ giảm nhanh xuống ngưỡng rét đậm ở đồng bằng và rét hại ở vùng núi. Đỉnh điểm của đợt rét này là sẽ rơi vào ngày mai và ngày kia, khi vùng núi xuống mức từ 3 cho đến 6 độ C. Không khí lạnh đi đến đâu gây mưa đến đó, dù chỉ là những cơn mưa nhỏ, nhưng chính điều này lại tạo ra cảm giác rét buốt. Theo số liệu từ các trạm đo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ hôm nay thấp nhất ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn là 7 độ, Trùng Khánh, Cao Bằng là 10 độ, Hà Nội 16 độ. Cơ quan khí tượng cũng cho biết, chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống mạnh hơn, xâm lấn Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó vượt qua đèo ngang đến Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, gây ra một đợt mưa trên diện rộng. Sang đến ngày mai, nhiệt độ vùng núi phía Bắc sẽ xuống dưới 6 độ, ở vùng đồng bằng từ 10 đến 13 độ trong ngưỡng rét đậm. Điểm đặc biệt của đợt lạnh lần này là mang nhiều hơi ẩm nên trời có mưa nhỏ, khiến tiết trời càng rét buốt và duy trì đến hết tuần.